Hôm nay đợi một chút nên có thời gian mình giới thiệu cho anh em về cái tab mình phân tích cài đặt. Cái tính năng này để làm gì? Tính năng này nó sẽ phân tích cái log CSV mà cái phần mềm này nó sẽ tự ghi lại khi các bạn nhấn Start Deadline này. Khi bạn muốn kiểm tra mấy cái dữ liệu này trong thời gian thực thì bạn phải chạy xe có tải. Mà có tải mà chạy gần laptop thì nó không thể xem được rõ ràng ha, nên mình thêm tính năng ghi log lại tự động, và sau khi bạn chạy về á, các bạn có thể tải cái log này và cái phân tích cài đặt này để xem các thông số của nó ha. Thì ở đây các cài đặt giống nhau á, thì mình sẽ có một cái setting ID giống nhau, và khi các bạn tải log này lên á thì các bạn có thể xem được đó, cái phân tích của cái setting ID đó. Thì dĩ nhiên các bạn phải đảm bảo cái log trong cái đợt chạy của các bạn á nó phải sạch sẽ, nó phải đúng cái mong muốn của các bạn. Ví dụ các bạn chạy với tốc độ mong muốn hoặc là với cái mức mong muốn, với cái kiểu chạy mong muốn các bạn thì nó phân tích mới đúng. Chứ các bạn chạy như bình thường, chạy trong phố tăng lúc giảm thì khi mà đưa ra thì nó chỉ là những cái phân tích chung chung thôi ha. Và các bạn có thể tải nhiều log lên để nó tính trung bình. Thì ở đây thì nó cũng tính toán dựa trên trung bình của cái log đó nha, để đưa ra các phân tích. Rồi khi các bạn tải lên rồi thì các bạn bấm chọn, thì ở đây các phân tích nó sẽ thay đổi theo màu nha. Nó có cả điểm nữa, đây điểm tạm tính của phần của cái setting này. Ở đây thì chúng ta sẽ xem được phần chỉ số hiệu suất đó. Rồi cái chế độ trong cái phiên chạy này ha, khuyến nghị ha. Rồi có cái thời gian mà đạt đỉnh của dòng tour, là ở đó là hay quy bao nhiêu, thời gian đạt đỉnh là bao nhiêu. Có một số gợi ý để tối ưu hóa và biểu đồ radar ở đây. Thì mình để ý như đây thì cũng có thể hỗ trợ các bạn xem xét lại các cài đặt của mình và lựa chọn cho mình một cái cài đặt tốt nhất. Tính năng áp dụng cài đặt đã chọn này thì đang quá trình thử nghiệm nha. Anh em nên dừng xe lại và mới áp dụng nha, chứ không nên vừa chạy vừa áp dụng đâu. Nói thêm một số thứ, cái này nó sẽ xác định được một số các thông số giống như là MTBA, Field Weakening ha, đó là ở phát hiện chế độ này, hoặc là cái vùng không tối ưu thì nó sẽ thể hiện ở đây. Còn do ở đây dữ liệu mình thấy ít nên nó không xác định được chế độ. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái cảnh báo nâng cao ở phần khuyến nghị này ha. Nó sẽ phát hiện và gợi ý cải thiện nếu mà thấy ECU vượt khỏi cái vùng hiệu quả hơn. Bên này thì dọn những cái chỉ số này các bạn có thể đánh giá nhanh cái cài đặt hiện tại. Ok, chỉ vậy thôi. Anh em nào muốn test phần mềm này thì bật Facebook mình nha. Bye bye anh em.